Quyển 58 thứ 3 có tầm có tướng địa, thứ 4 không tầm chỉ có tướng địa, thứ 5 không tầm không tướng địa, phần 1. Như vậy đã thuyết quyết trạch 5 thức thân tương ứng địa và ý địa, ta này sẽ thuyết quyết trạch 3 địa, có tầm có tứ địa, không tầm chỉ có tứ địa và không tầm không tứ địa. Hỏi, cớ sao diệm ma gọi là pháp vương? Vì năng tổn hại chúng sanh hay vì năng nhiều ích chúng sanh? Nếu tổn hại chúng sanh mà gọi là pháp vương thì không đúng đạo lý. Nếu nhiều ích chúng sanh thì nay nên thuyết tại sao nhiều ích? Đáp, bởi năng làm nhiều ích chẳng năng tổn hại. Vì cớ sao? Nếu chúng sanh đến nơi ở của vua, pháp vương liền hiện thân tương tự như kia. Vì muốn khiến kia nhớ nghĩ nên bảo rằng các ngươi tự gây tạo nghiệp nên thọ quả này. Do nhân duyên đầy nên các chúng sanh rõ biết tự mình tạo tác nghiệp trở lại tự thọ quả. Chúng sanh ở chỗ xứ giả diệm ma bởi nghiệp lực tăng thượng mà thọ sanh nơi đây giống như biến hóa, không trở lại phàm tâm chúng sanh xưa. Tâm không phản hại, tâm không sân khỏe, chẳng lòng oán hận. Do đây không tích tập nghiệp mới khiến cảm địa ngục, nên nghiệp tận rồi thoát đường địa ngục. Như vậy diệm ma năng nhiều ích chúng sanh nên gọi là pháp vương. Nếu có chúng sanh sanh ở địa ngục nhớ mạng đời trước, diệm ma pháp vương không lại giáo huấn. Nếu có kẻ thọ sanh đây rồi mà không nhớ mạng đời trước, vô điển dạy rằng lược có ba chủng bồ đặc giá la sanh ở địa ngục không nhớ mạng đời trước. Một, kẻ cực ngu si, đó là kẻ sanh nơi biển địa không quan sát hiểu biết nên chuyển theo các ác. Hai, kẻ cực phóng dật, đó là kẻ thọ dục đóng trước đăng thượng các dục không quan sát hiểu biết nên chuyển theo các ác. Ba, kẻ cực tà kiến, đó là kẻ thành tựu tất cả các tà kiến phỉ báng không quan sát hiểu biết nên chuyển theo các ác. Do chúng sanh kia chẳng thể tự nhiên nhớ nghĩ nên phải nhắc lại khiến nhớ nghĩ. Lại có hai nhân duyên khiến nước trong đại hải mặn. Một, vì chúng sanh sanh trong kia phước tăng thượng. Hai, vì một phần chúng sanh trong đất liền phi phước tăng thượng. Vì cớ sao? Bởi nước mặn phi nhân bơi lội trong ấy và vô lượng chúng sanh nhỏ bé sanh trong đại hải không bị tổn hại. Lại ở trong đại hải có trùng trùng chân bảo sai biển. Nhờ nước đại hải mặn nên chúng sanh ở lục địa một phần khó lấy được. Lại nữa, nay ta sẽ quyết trạch phiền não tạp nhiễm. Nên biết như nghĩa phiền não tạp nhiễm đã thuyết, phiền não đây cũng do năm chủng tướng mà kiến lập sai khác. Những gì là năm? Một, vì tự tánh. Hai, vì tự tánh sai biệt. Ba, vì nhiễm tịnh sai biệt. Bốn, vì mê đoạn sai biệt. Năm, vì đối trị sai biệt. Một, tự tánh được có hai chủng: A, tánh kiến phiền não; B, tánh không kiến phiền não. Hai, tự tánh sai biệt được có 10 chủng: A, tánh kiến phiền não có 5 chủng sai khác; B, tánh không kiến kia cũng có 5 chủng. Tổng cộng có 10 chủng gọi là tự tánh phiền não sai khác. A, 5 chủng tánh kiến đó là thân kiến, chấp biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Thần kiến ở nơi năm thủ uẩn, tâm chấp tăng trưởng, kiến ngã ngã sở gọi là thần kiến. Đây có hai chủng: một, đồng sanh; hai, phân biệt khởi. Đồng sanh tức là ở khắp tất cả, từ ngu phu dị sanh cho đến cầm thú đều năng hiện hành. Phân biệt khởi do các ngoại đạo kế chấp mà sanh khởi. Chấp biên kiến ở nơi năm thủ uẩn, vì thần kiến lực tăng thượng nên tâm chấp tăng trưởng. Kiến ngã, kiến thường, kiến đoạn gọi là chấp biên kiến. Chấp biên kiến nhiếp thuộc thường kiến. Ở trong 62 kiến kế chấp tiền tế như luận thường, luận một phần thường và kế chấp hậu tế như các luận tưởng, luận vô tưởng và luận phi tưởng, phi phi tưởng. Chấp biên kiến nhiếp thuộc đoạn kiến, đó là có các sa môn hoặc bà la môn hư khởi bảy sự luận đoạn kiến. Chấp biên kiến đầy chỉ có phân biệt khởi, không có đồng sanh, chỉ trừ kẻ từ trước đến nay đã thường xuyên tập quen theo đuổi hết thảy chấp biên kiến, tướng sai khác hoặc có phân biệt hoặc không phân biệt, như phần bản địa đã rộng phân biệt. Tà kiến là tất cả kiến tiền đảo, ở nơi sở trì sự tiền đảo mà chuyển, tất cả đều gọi là tà kiến. Nên biết kiến đây lược có hai chủng:
một tăng ích, hai tổn giảm. Bốn kiến là thân kiến, chấp biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ đều gọi là tăng trưởng tà kiến. Chưa có các kiến như phỉ báng nhân, phỉ báng dụng, phỉ báng quả, vì hoại sự thật, tâm chấp tăng trưởng, tất cả đều gọi là tà kiến tổn giảm. Cho là không thí, không thọ, cũng không tế tự, gọi là phỉ báng nhân. Cho là không có diệu hạnh, cũng không có ác hạnh, gọi là phỉ báng dụng. Cho là các nghiệp ác hạnh, diệu hạnh không có quả và dị thục, gọi là phỉ báng quả. Cho là không cha không mẹ, không hóa sanh hữu tình, cũng không thế gian, không chân thật, có A-la-hán vĩnh viễn tận các lậu, cho đến nói rộng là gọi là hủy hoại sự thật. Lại tà kiến đây tức là kế chấp tiền tế, như các luận không nhân, có biên không biên, luận bất tử kiểu loạn và kế chấp hậu tế, nhiều luận hiện pháp niết bàn của Sa môn Bà La môn, nên biết luận như vậy, lấy thân kiến làm căn bản. Như vậy 62 kiến niết thuộc ba kiến: thường kiến niết lấy các chấp biên kiến, đoạn kiến niết lấy các chấp biên kiến và các tà kiến. Kiến thủ: ở nơi 62 kiến, các kẻ chấp kiến thủ mỗi mỗi riêng cho kế chấp của mình là tối, là thượng, là thắng, là diệu. Do thuận theo thế lực chấp thủ, tùy khởi ngôn thuyết cho rằng chỉ đây là chân thật, ngoài ra đều là hư vọng. Chỉ có kiến đây năng đắc thanh tịnh, giải thoát, xuất ly, đây gọi là kiến thủ. Giới cấm thủ: chỗ thọ trì thuận theo kiến thủ, thuận theo quyến thuộc của kiến thủ, theo pháp hoặc giới hoặc cấm của kiến thủ. Trong sự thọ trì có giới cấm, kế chấp cho là tối, là thượng, là thắng, là diệu. Do thế lực chấp thủ mà tùy khởi ngôn thuyết cho chỉ đây là chân thật, ngoài ra là hư vọng. Chỉ giới cấm đây năng đắc thành tịnh giải thoát xuất ly, đây gọi là giới cấm thủ. B. Năm chủng tánh không kiến, đó là tham, khỏe, mạn, vô minh, nghi. Tham: tâm sở năng nắm giữ, đắm trước làm tánh. Đây lại chia làm bốn chủng, đó là đắm trước các kiến, dục, sắc, vô sắc. Khỏe: tâm sở năng tổn hại làm tánh, đây lại có bốn chủng. Sân khỏe đối với hữu tình khác tổn hại kiến mình, sân khỏe đối với hữu tình khác tổn hại kiến người, sân khỏe đối với điều yêu thích mà không được làm nhiều ích, sân khỏe đối với điều không yêu thích mà lại làm nhiều ích. Mạn: tâm sở cao cử làm tánh, đây lại có bốn chủng. Đối với các kiến, đối với các hữu tình, đối với sự thọ dụng dục và đối với các xứ hậu hữu sanh khởi, mạn đối với các hữu tình có ba loại mạn như trước đã thuyết. Mạn đối với sự thọ dụng dục tức là do hiện tại tài bảo nhiều, dòng tộc lớn, đồ chúng đông nên tâm theo đó cao cử. Mạn đối với xứ hậu hữu sanh khởi, tức là do kế chấp cho là ta đang có hoặc chẳng có, nói rộng cho đến ta đang ở phi tưởng, phi phi tưởng, hoặc hiện tiến lưu chuyển trong các đường ái, tạo tác hí luận động bất động, cho nên tâm theo đó cao cử. Lại mạn đầy lược có hai chủng: một, mạn hoặc loạn; hai, mạn không hoặc loạn. Mạn không hoặc loạn là ở nơi hạn liệt mà kế chấp cho mình là hơn, ở nơi ngang bằng kế chấp ngang bằng mà sanh cảo mạn. Mạn hoặc loạn là sáu mạn khác nhau, ở nơi sự thọ dụng vật dụng xấu kém, tự cho là vui giàu sang gọi là mạn hoặc loạn. Ở nơi thọ dụng vật dụng thắng diệu, tự cho là vui giàu sang gọi là mạn không hoặc loạn. Lại ở nơi tà hạnh mà cho là có được sự thù thắng về sau gọi là mạn hoặc loạn. Ở nơi chánh hạnh mà cho là thù thắng về sau gọi là mạn không hoặc loạn. Vô minh: ở nơi sở trì giác ngộ chân thật, tâm sở năng khuất lấp, năng chướng che làm tánh, đây lược có bốn chủng: một, ngu không hiểu biết; hai, ngu phóng dật; ba, ngu nhiễm ô; bốn, ngu không nhiễm ô. Nếu chỗ có vô trí do ở nơi nghĩa sở trì mà không thấy nghe hiểu biết gọi là ngu không hiểu biết. Nếu chỗ có vô trí do ở nơi nghĩa sở trì thấy nghe hiểu biết mà tán loạn quên mất nhớ nghĩ gọi là ngu phóng dật. Nếu chỗ có vô trí do tâm điên đảo gọi là ngu nhiễm ô. Nếu chỗ có vô trí do tâm không điên đảo gọi là ngu không nhiễm ô. Lại vô minh đây bao gồm hai chủng: một, vô minh tương ương với phiền não; hai, vô minh độc hành. Chẳng thể không có ngu si mà khởi các hoặc,
nên chỗ có vô minh tương ứng với các hoặc khác như tham, gọi là vô minh tương ứng với phiền não, hoặc không có các phiền não triền như tham, nhưng do lực không như lý tác ý ở nơi các cảnh khổ đế, nên Bồ Đặc Giả La Sĩ Phu Độn Huệ bị các sự chướng che, mà không như thật giản trạch, đánh tâm sở trói buộc ám muội, gọi là vô minh độc hành. Nghi, tâm sở do dự ở hai phần mà không quyết định được là tánh. Nghi đây do năm tướng sai biệt mà được kiến lập, đó là tâm ôm lòng do dự ở trong đời khác, tác dụng nhân quả các thật đế. Như vậy đã thuyết 10 chủng phiền não cũng là duyên phiền não, cũng là duyên sự chuyển. Đó là 10 phiền não đều cùng tất cả phiền não của tự địa chuyển chuyển duyên lẫn nhau, cũng duyên các sự hữu lậu của tự địa, phiền não địa dưới năng duyên phiền não và sự của địa trên, chẳng phải phiền não địa trên năng duyên phiền não và sự của địa dưới. Như vậy phiền não chuyển chuyển duyên lẫn nhau và các hoặc của địa dưới năng duyên địa trên ở trong các sự đây, văn quyết trạch phần còn lại không hiển nói thêm. Lại nữa, đồng sanh của thân kiến chỉ có tánh vô ký luôn hiện hành, không gây cực tổn não cho mình cho người. Nếu phân biệt khởi của thân kiến thì chấp kiên cố và trái với tướng trên, ở dục giới chỉ có tánh bất thiện. Nếu ở địa trên, do được chế phục giữ gìn của Samatha, do sự nhiếp thọ của nhiều pháp bạch tịnh nên thành tánh vô ký, do nhiễm ô nên thể bị ẩn mất. Nương đạo lý đây, các phiền não còn lại tùy theo chỗ thích hợp mà biết. Phiền não của dục giới vì là nơi cư trú của các ác hạnh nên nhiều tánh bất thiện, lại bất thiện đầy hội tụ đầy đủ ba nhân duyên sẽ đi vào đường ác, khác đây thì bất định. Những gì là ba, đó là tập quen rất nhiều các ác hạnh không gián đoạn, kế chấp cho là công đức, không thấy đó là tội lỗi lớn, không thấy đó là tai họa lớn, mặc tình phát khởi là nhân duyên thứ nhất. Dụng phiền não đầy làm chỗ nương, thân ngữ ý tạo tác và tăng trưởng các ác hạnh là nhân duyên thứ hai. Do phiền não đầy nên đoạn trừ phẩm thiện khác, dạy trao phẩm bất thiện là nhân duyên thứ ba. Ngoài sở tác trước, kiệp thuận thọ về sau, năng đến cõi ác. Lại 10 phiền não đầy, ở phần ý địa chỉ có 7, tham khỏe vô minh cũng thộc nằm thức, lại ở dục giới 4 kiến và mạng tương ứng với hỷ xả. Tham tương ứng với lạc hỷ xả, khỏe tương ứng với khổ ưu xả, đà kiến tương ứng với hỷ ưu xả, nghi tương ứng với ưu xả, vô minh tương ứng với hết thảy năm căn. Đường đây có nhiều đạo lý tương ứng nhau, ngoài ra rất vi tế, về sau sẽ rộng thuyết. Các địa trên thì tùy theo sở hữu căn, tức cùng với phiền não của địa đó tương ứng. Lại 10 phiền não kiến sở đoạn gọi là vô sự, vì sự sở duyên của kia chẳng phải thành thật vậy. Phiền não còn lại là hữu sự vô sự, vì trái ngược với kia. Lại tham cùng mạng do duyên một phần sự vừa ý hữu lậu mà sanh khởi, khỏe do duyên một phần sự không vừa ý mà sanh khởi, cho nên ba phiền não đây do một phần mà sanh khởi gọi là thủ một phần. Phiền não còn lại là duyên thông nội ngoại ái phi ái và trái với sự hữu lậu mà sanh, cho nên gọi kia là vào khắp hành. Nếu hữu thủ tất cả sự thuận theo phiền não như vậy, đồng hành phiền não, phẩm loại phiền não thì gọi là tùy phiền não. Tùy phiền não được kiến lập bởi 4 tướng sai khác: 1. Thông tất cả tâm bất thiện mà phát khởi; 2. Thông tất cả tâm nhiễm ô mà phát khởi; 3. Mỗi tâm bất thiện riêng khởi; 4. Tâm thiện bất thiện vô ký khởi, chẳng phải tất cả xứ, tất cả thời. Không tạm không quý gọi là thông tất cả tâm bất thiện mà phát khởi. 10. Tùy phiền não là phóng dật, trạo cử, hôn trầm, bất tín, dài, đãi, tà dục, tà thắng dài, tà niệm, tán loạn, không tránh biết. Đây thông tất cả tâm nhiễm ô mà phát khởi, thông tất cả xứ hệ buộc, ba cõi. 10. Tùy phiền não là phẫn hận, phố não, tật, giam, cuống, xiểm, kiều hạ. Thì mỗi tâm bất thiện riêng khởi, tức là có một phiền não đây phát khởi, ắt không có cái thứ hai sanh. 10 chủng như vậy đều hệ buộc dục giới, ngoại trừ cuống, xiểm, kiêu, do cuống và xiểm đến sở tịnh lự, kiêu thông báo cõi. Để kể cả hai chủng trước, nếu ở địa trên thì cuống và xiểm chỉ là tánh vô ký. 4. Tùy phiền não là tầm tứ ác tác, tùy miên, đây thông tâm thiện bất thiện vô ký mà phát khởi, chẳng phải là tất cả xứ, tất cả thời. Nếu tầm cầu suy nghĩ quán sát quá lâu, khiến thân sanh mỏi mệt,
Tâm thất niệm cũng khiến lao tổn, cho nên hai loại tâm và tứ hữu đây cho đến sơ tịnh lự địa đều gọi là tùy phiền não, ác tác và thùy miên chỉ có ở dục giới. Lại nữa, có các tùy phiền não ở định địa, đó là tầm tứ, cuống xiểm, hôn trầm, trạo cử, kiêu, phóng dật, giải đãi. Sơ tịnh lự địa có bốn chủng ban đầu, còn lại thông tất cả địa. Ở trong tạp sự, Thế Tôn thuyết về các tùy phiền não, nói rộng cho đến sầu thán, ưu khổ, tùy ưu não, sẽ rộng phân biệt trong phần nhiếp sự. Tất cả tùy phiền não như vậy, đều thuộc bốn tướng sai biệt như trên, tùy theo chỗ thích hợp nên biết nhiếp lẫn nhau. Lại các tùy phiền não ở dục giới, nhưng 12 điều mới được chuyển chuyển. Những gì là 12? Một, chấp đắm ác hạnh; hai, đấu tranh kiện tụng; ba, hủy phạm giới; bốn, thọ học tùy chuyển theo pháp không phải là bậc thiện nhân; năm, tả mạn; sáu, đắm trước các dục; bảy, như pháp nghĩa đã nghe, tâm tư duy chắc thật; tám, ở nơi nghĩa đã tư duy, trong tâm dừng nghỉ, phương tiện giữ gìn tâm; chín, chuyển chuyển thọ dụng tài pháp; 10, không cùng chung sống hỗn tạp; 11, xa lìa ngoại cụ phòng xá; 12, các khổ nhóm họp. Như tham trước đã thuyết, cho đến tùy phiền não đều lấy 12 điều đây làm chỗ nương, nên các tùy phiền não chuyển chuyển sai biệt. Tham trước sân khỏe ngu si nương điều thứ nhất mà chuyển, vẫn cho đến xiểm nương điều thứ hai mà chuyển, không tham không quý nương điều thứ ba mà chuyển, cuống cho đến mưu hại nương điều thứ tư mà chuyển, kiêu trá cho đến ác tác nương điều thứ năm mà chuyển, bất nhẫn đam mê vui thích cho đến tham trước không bình đẳng nương điều thứ sáu mà chuyển, thân kiến hữu kiến vô hữu kiến nương điều thứ bảy mà chuyển, tham dục cho đến không tác ý nương điều thứ tám mà chuyển, luyến tiếc vui vẻ nương điều thứ chín mà chuyển, tánh không chất chở, tánh không nhu hòa, tánh không chuyển theo động phận nương điều thứ mười mà chuyển, tầm tư dục cho đến tầm tư cư gia quyến thuộc ràng buộc nương điều thứ 11 mà chuyển, sầu thán nương điều thứ 12 mà chuyển. Lại nữa, về năm kiến đây là tánh huệ nên xoay vần không tương ưng nhau, vì tự tánh này chẳng tương ưng với tự tánh khác, vì sân khỏe và mạn nghi lại trái nhau nên không tương ưng nhau. Tham nhiễm khiến tâm tùy tiện hạ liệt, kiêu mạn khiến tâm cao cử, cho nên tham và mạn lại xoay vần trái nhau. Lại nữa, như điều đã thuyết thì các tùy phiền não đều là phẩm loại phiền não, phóng dật cũng thuộc tất cả phẩm loại phiền não. Vì cớ sao? Vì lúc ái nhiễm ra nhiều phóng dật, cho đến lúc nghi cũng có phóng dật. Tham trước, sam, lận, kiêu, cào, trạo, cử đều thuộc phẩm loại tham, đều thuộc tham đẳng lưu. Phẫn hận não tật hại thuộc phẩm loại sân, thuộc sân đẳng lưu. Cuống xiểm thuộc phẩm loại tà kiến, thuộc tà kiến đẳng lưu. Phú thuộc phẩm loại xiểm, tức là thuộc xiểm đẳng lưu của kia. Tùy phiền não còn lại thuộc phẩm loại si, tức là thuộc si đẳng lưu. Chỉ ngoại trừ tầm tứ, vì tầm tứ thì tuệ tư duy làm tánh giống như các kiến. Nếu tuệ nương tựa ý lời mà sanh, được ở nơi cảnh sở duyên lại sợ hãi thúc đẩy xét tìm, sở hữu tuệ làm tánh nhưng gọi là tầm tứ. Nếu ở nơi các cảnh giới hành cảnh sơ sài vội vàng, tuệ nương tựa ý lời thô gọi là tầm. Nếu ở nơi cảnh giới đây không vội vàng mà lại tìm tòi quán xét, tuệ nương tựa ý lời tế gọi là tứ. Đây gọi là phiền não tạp nhiễm do tự tánh sai biệt mà được kiến lập. 3. Do nhiễm tịnh sai biệt, như đã thuyết về gốc hai hoặc, thì lược do hai duyên khiến hữu tình bị nhiễm não: A. Do triền, B. Do tùy miên. Phiền não hiện hành khởi gọi là triền, trùng tử đây chưa được đoạn trừ, chưa bị tổn hại gọi là tùy miên, cũng gọi là thô trọng. Lại ở tại vị không biết được nhận ra gọi là tùy miên, ở tại vị biết được nhận ra gọi là triền. Nếu Bồ Đạt Già La có đủ các phược sanh ở dục giới thì thành tựu phiền não tùy miên của ba cõi. Nếu sở hữu dị sanh, sanh ở sắc giới nhờ Samatha nên thành tựu cho việc tổn phục phiền não tùy miên của dục giới, nhưng chưa thành tựu việc tổn phục phiền não tùy miên của sắc giới và vô sắc giới. Nếu sở hữu dị sanh, sanh vô sắc giới nhờ Samatha nên thành tựu việc tổn phục phiền não tùy miên của dục giới và sắc giới, nhưng chưa thành tựu việc tổn phục phiền não của vô sắc giới. Như đạo lý giới thì tùy theo đó mà địa cũng vậy. Các phiền não triền, nếu kẻ chưa ly dục tự địa phiền não thì kia ở tự địa hiện khởi, nếu người đã lìa dục tức không hiện khởi. Nếu ở địa dưới thì các triền địa trên cũng đều có được, chẳng phải ở tại địa trên
mà nói là có được các triền địa dưới. Hỏi Bồ Đạc Già La đủ tất cả phược, các phiền não triền khỏi diệt nhưng chưa xả. Các phiền não hệ thuộc sự nào, ở quá khứ, ở vị lai hay ở hiện tại? Đáp, quá khứ đã hệ buộc nên không gọi là hệ. Chỉ ở hiện tại bởi chủng loại phiền não tùy miên đây nên gọi là hệ. Nếu các phiền não đầy hiện tiền khởi cũng do triền nên nói là hệ. Ở đời vị lai tùy miên và triền thì sẽ hệ buộc nên cũng không được gọi là hệ. Như chủng lại đây nên biết các phiền não còn lại cũng vậy. Như đầy đủ phược thì không đầy đủ phược cũng như vậy. Khác nhau ở chỗ phiền não khác gọi là hệ buộc. Hỏi, những người tu hành điều phục phiền não triền phải điều phục thế nào? Đáp, vì dụng tu ba chủng lực đối trị nên nói là điều phục phiền não triền. Một, biết rõ tự tánh quá hoạn của phiền não. Hai, tư duy đối trị cảnh tướng sở duyên. Ba, dùng phẩm thiện thù thắng huân ướp thấm nhuần tương tục nơi tâm, nên biết đầy dụng chánh kiến làm đạo dẫn đầu vĩnh viễn đoạn phiền não triền. Hỏi, những người tu hành lúc đoạn các phiền não là xả triền chăng, là xả tùy miên chăng, do đoạn những gì mà nói là đoạn? Đáp, chỉ xả tùy miên vì phiền não triền trước đã xả, chỉ do đoạn tùy miên nên nói là đoạn. Vì cớ sao? Tuy triền đã đoạn, nếu tùy miên chưa đoạn phiền não triền lại hiện khởi. Nếu tùy miên đã đoạn thì triền và tùy miên rốt ráo chẳng khởi. Hỏi, là đoạn quá khứ, là đoạn vị lai hay là đoạn hiện tại? Đáp, chẳng phải đoạn quá khứ hay đoạn vị lai hay đoạn hiện tại, nhưng nói đoạn chung ba đời. Vì cớ sao? Nếu ở quá khứ có tâm tùy miên vì nhậm vận diệt tánh kia đã đoạn thì lại đoạn cái gì? Nếu ở vị lai có tâm tùy miên vì tánh chưa sanh thể tức là không, sẽ đoạn cái gì? Nếu ở hiện tại có tâm tùy miên để sát na sau tánh không trụ, lại đoạn cái gì? Lại tâm có tùy miên và lìa tùy miên, hai tâm đó chẳng hòa hợp, cho nên hiện tại cũng chẳng phải đoạn hiện tại. Do hai nhân duyên, đó là từ người được nghe thuyết chánh pháp và bên trong như lý tác ý nên tương ưng chánh kiến tùy theo các hoặc sở trị mà tâm năng trị sanh khởi. Các tâm có túy miên diệt, tức là khi tâm đây sanh thì tâm kia diệt. Nên biết đạo lý sanh diệt đối trị bình đẳng, tâm năng đối trị tương ưng chánh kiến, nên đời hiện tại không có tùy miên, đời quá khứ cũng không có tùy miên. Sát na sau lìa tâm tùy miên nên đời vị lai cũng không có tùy miên. Từ đây về sau ở trong thân tương tục đã chuyển y, đã đoạn tùy miên sở hữu về sau đắc tâm thiện vô ký nhiếp thuộc thế gian. Ba đời quá khứ hữu vị lai hiện tại đều lìa tùy miên nên cả ba đời đều nói là đoạn. Đây gọi là kiến lập nhiễm tịnh sai biệt của phiền não tạp nhiễm. 4. Kiến lập mê đoạn của phiền não tạp nhiễm được có 15 chủng. Ở hệ buộc dục giới có 5 chủng là các lậu kiến, khổ, tập, diệt, đạo, đế, sở đoạn và các lậu tù sở đoạn. Như hệ buộc dục giới thì hệ buộc sắc giới, hệ buộc vô sắc giới mỗi mỗi cũng có 5. Như vậy tổng cộng là 15 chủng. Ở dục giới mê khổ đế có 10 phiền não, mê tập đế có 8 trừ thân kiến và chấp biên kiến. Như mê tập đế thì mê diệt đế, mê đạo đế cũng lại như vậy. Mê các đế của các giới cao hơn, trừ sân khỏe, tùy theo thứ lớp cũng như mê ở dục giới. Mê khổ đế có 10 tùy miên, lược có 5 thủ uẩn gọi chung là khổ. Ngu phu ở trong 5 thủ uẩn đây mà khởi 20 cú thần kiến, 5 cú ngã kiến còn lại là ngã sở kiến. Đây gọi là mê khổ thần kiến. Lại tức dụng thân kiến làm chỗ nương ở nơi năm thủ uẩn kiến ngã đoạn thường, cho nên chấp biên kiến cũng là mê khổ. Lại các tà kiến như không thí cho đến không có nghiệp quả diệu hạnh ác hạnh và dị thục đều là mê khổ đế. Lại có tà kiến cho là hữu tình hóa sanh bác bỏ không có cha mẹ, tà kiến như vậy một phần mê khổ một phần mê tập. Lại có các ngoại đạo phỉ báo khổ đế khởi đại tà kiến sa môn kiểu đáp ma vì chúng đệ tử tuyên nói khổ đế đầy nhất định không có, tà kiến như vậy cũng là mê khổ đế. Lại có các kiến vọng kế chấp cho là tự tại thế chủ thích phạm và vật loại khác là thường là hằng là không biến đổi, tà kiến như vậy cũng là mê khổ đế. Lại có các kiến đế chấp biên không biên như vậy cũng gọi là mê khổ tà kiến. Lại có sa môn và la môn tà kiến một phần kiểu lạc bất tử cũng là mê khổ đế. Lại có kiến thủ kế chấp hư vọng mê khổ cho hữu
cho sở hữu các kiến đề là bậc nhất năng khiến thanh tịnh giải thoát xuất ly, như vậy gọi là mê khổ kiến thủ. Lại có chấp thủ hư vọng thuận theo kiến đề cho thọ giới cấm là bậc nhất năng đắc thanh tịnh giải thoát xuất ly, giới cấm thủ đây cũng là mê khổ đế. Lại có các ngoại đạo ở nơi các kiến đề không nhất định tín nhận tín thọ, cũng không nhất hướng phỉ báng chỗ kiến lập khổ đế Như Lai, nhưng lại ôm lòng do dự đối với khổ đế đây. Đây và các khổ do dự còn lại là mê khổ nghi. Lại tự mình khởi kiến như vậy mà yêu quý chấp đắm kiên cố, như kiến tham, đây là mê khổ tham. Lại ở nơi phát khởi kiến của người, tâm ôm lòng trái tổn là mê khổ khỏe. Lại giữ kiến đây sanh tâm cao cử là mê khổ mạng. Lại không hiểu biết các kiến đây và tương ưng phiền não như nghi tham, hoặc chỉ ở nơi khổ không hiểu biết độc hành gọi là mê khổ vô minh. 10 loại phiền não đây đều là mê khổ đế, kiến khổ sở đoạn. Mê tập đế có 8 tùy miên, có các xà môn hoặc bà la môn sanh khởi tà kiến phỉ báng nhân, hoặc có các xà môn, các bà la môn kế chấp tự tại là người sanh ra, là người hóa ra, người làm ra tất cả Phật, đây là sở hữu tà kiến của luận ác nhân. Lại có tà kiến cho là không thí, không thọ, cũng không có tế tự, cũng không có diệu hạnh, không có ác hạnh. Lại có ngoại đạo sa môn bà la môn phát khởi một phần tà kiến kiểu loạn bất tử. Lại có tà kiến phỉ báng tập đế, đó là các ngoại đạo kế chấp tác lời như vậy. Như sa môn kiều đáp ma kia vì chúng đệ tử mà thuyết tập đế, điều này quyết chắc không có, hết thảy kiến như thế là do mê tập đế mê khỏi tà kiến. Lại có kiến thủ chấp lấy các kiến kia là bậc nhất năng đắc thanh tịnh giải thoát xuất ly, đây do mê tập đế mê khỏi kiến thủ. Lại thuận theo kiến đây cho việc thọ các pháp giới cấm thủ là bậc nhất. Giới cấm thủ đây là do mê tập đế, tham nghi còn lại nên biết như trước. Tám chủng loại phiền não tùy miên như vậy do mê tập đế, kiến tập sở đoạn. Mê diệt đế có 8 tùy miên, có các sa môn hoặc bà la môn kế chấp biên không biên, lại có các kiến một phần kiểu loạn bất tử. Lại có sở hữu tà kiến của các sa môn bà la môn kế chấp luận hiện pháp niết bàn, lại có tà kiến phỉ báng cho là thế gian không có chân a la hán, rộng thuyết cho đến không có hai đức của a la hán là đoạn và trí. Trong đây chỉ lấy tà kiến phỉ báng đoạn, lại có tà kiến phỉ báng diệt đế, đó là các ngoại đạo như trước đã nói rộng. Lại có sở hữu các tà kiến kế chấp ngang ngược các tà giải thoát. Các kiến như vậy là do mê diệt đế nên phát khởi tà kiến. Lại có các kiến thủ cho các kiến kia cho là bậc nhất nói rộng như trước, để do mê diệt đế nên phát khởi kiến thủ. Lại thuận theo kiến kia cho việc chấp thọ các pháp giới cấm thủ là bậc nhất nói rộng như trước, đây là do mê diệt đế nên phát khởi giới cấm thủ. Ngoài ra tham nên biết như trước, dân khỏe thì đối với diệt đế khỏi tầm kinh sợ, khỏi tầm tổn hại, khỏi tầm khỏe não, dân khỏe như vậy là mê diệt đế. Tám loại phiền não tùy miên như vậy là mê diệt đế, kiến diệt sở đoạn. Mê đạo đế có 8 tùy miên, đó là phỉ báng thế gian không có chân thật a la hán cho đến nói rộng. Trong đây sở hữu phỉ báng nhất thiết trí là đạo dẫn dắt hữu vi vô lậu. Nếu nên biết kiến đây do mê đạo đế mà khởi tà kiến, lại có các sa môn bà la môn có tà kiến một phần kiểu đạo bất tử cũng là mê đạo đế. Lại có các ngoại đạo có tà kiến phỉ báng đạo cho là sa môn kiểu đáp ma vì chúng đệ tử thuyết đạo xuất ly, đây chẳng thật xuất ly, do đây chẳng thể tận xuất ly khổ. Phật thì thiết vô ngã kiến và tuệ pháp thọ trì giới cấm là đạo tà ác, chẳng phải đạo chánh diệu. Như vậy cũng gọi là mê đạo tà kiến. Lại các ngoại đạo kia tác kế chấp như vậy, sở hành của ngã hoặc hành hoặc đạo là chân hành đạo, năng tận dứt, năng ra khỏi tất cả khổ, như vậy cũng gọi là mê đạo tà kiến. Lại có kiến thủ kế chấp tà kiến kia là bậc nhất năng đắc thanh tịnh giải thoát xuất ly, gọi là mê đạo kiến thủ. Lại thuận theo kiến kia cho việc thọ các pháp giới cấm thủ là bậc nhất năng đắc thanh tịnh giải thoát xuất ly, đây gọi là mê đạo giới cấm thủ. Ngoài ra tham là mê đạo phiền não. Như đạo lý mê diệt đế nên biết tám chủ phiền não tùy miên mê đạo đế, kiến đạo sở đoạn cũng vậy. Như vậy đã thuyết các lậu kiến sở đoạn.
Các lậu tu đạo sở đoạn, sân khỏe của dục giới và ba chủng tham mạn vô minh của ba cõi, do phải trường thái tu tập chánh đạo mới năng đoạn được, cho nên gọi là tu đạo sở đoạn. Lại phiền não của vô lượng địa giới kia đều có ba phẩm là hạ trung thượng, đạo năng đoạn cũng có ba phẩm, tu đạo phẩm hạ năng đoạn các lậu phẩm thượng trung, năng đoạn trung đạo thượng, năng đoạn hạ. Lại người kia tu đạo các lậu sở đoạn mà trường thời kiên cố ở nơi sự hữu lậu nhậm vận chuyển theo, thì ở nơi mê của mình có thể giải thoát. Như vậy gọi là kiến lập mê đoạn sai biệt của phiền não tạp nhiễm. Lại như đã thuyết, các lậu phiền não kiến sở đoạn và tu sở đoạn nên biết lược có 5 loại sở duyên. 1. Duyên cảnh sự do tà phân biệt sanh khởi. 2. Duyên cảnh kiến. 3. Duyên cảnh cấm giới. 4. Duyên cảnh danh do tự phân biệt sanh khởi. 5. Duyên cảnh sự tự nhậm vận kiên cố. Trong đây, nếu sở hữu các lậu do duyên cảnh sự khổ tập mà sanh khởi thì gọi là duyên cảnh sự do tà phân biệt khởi. Các lậu kiến đoạn như kiến thủ, tham, trừ nghi gọi là duyên cảnh kiến, giới cấm thủ là duyên cảnh giới cấm, sở hữu các lậu duyên cảnh diệt, đạo và duyên cảnh giới hết không đồng phận gọi là duyên cảnh danh do tự phân biệt khởi. Vì cớ sao? Vì chẳng phải phiền não đây năng duyên diệt đạo, cũng chẳng năng duyên giới hết không đồng phận, cũng chẳng phải không sở duyên, các lậu tù sở đoạn là duyên cảnh sự tự nhậm phận kiên cố. 5. Kiến lập đối trị sai biệt phiền não tạp nhiễm được có 4 chủng. A. Đối trị tương tục thành thục. B. Đối trị cận đoạn. C. Đối trị một phần đoạn. D. Đối trị toàn phần đoạn. Trong thành phần địa đã thuyết đầy đủ 13 chủng tư lương đạo gọi là đối trị tương tục thành thục, như trong thành phần địa đã thuyết đầy đủ. Noãn đảnh nhẫn pháp thế đệ nhất thiện căn, phần quyết tránh gọi là đối trị cận đoạn, kiến đạo gọi là đối trị một phần đoạn, tu đạo gọi là đối trị toàn phần đoạn. Hỏi: bậc tiến lên kiến đạo của bậc thánh, trí hành có tướng gì, do bao nhiêu tâm khiến kiến đạo đắc rốt ráo, sao gọi là nên xả hoặc kiến sở đoạn, dùng đốn hay tiệm? Đáp: chỗ có trí hành của bậc tiến lên kiến đạo thì xa lìa nhóm tướng, bấy giờ thánh trí tuy duyên nơi khổ, nhưng ở nơi sự khổ mà không khỏi phân biệt đây là khổ, rồi nắm giữ tướng ấy mà chuyển như nơi khổ đế, thì nơi tập diệt đạo cũng lại như vậy. Lúc bấy giờ ở trong thế tục trí quán các đế trước kia, tất cả tướng tưởng đều được giải thoát, trí tuyệt dứt lý luận, chỉ nghĩa duyên lý chân như đề tướng mà chuyển. Ngay khi ấy trí hành như vậy, do hai đạo lý mà kiến đạo được kiến lập. 1. Kiến lập đạo lý rộng điều bố thánh giáo có hí luận. 2. Kiến lập đạo lý thắng nghĩa do nội chứng lìa hí luận. Vì nương kiến lập ban đầu được tăng thượng nên thuyết phẩm pháp trí có 4 chủng tâm và phẩm loại trí cũng có 4 chủng tâm. Lúc bấy giờ tùy theo chỗ thích hợp mà 8 chủng tâm chuyển. Như vậy nói chung gọi là chỗ hiển một tâm duy trì thuần nhập samatha địa không gián đoạn. Như vậy tổng được có 9 chủng tâm khiến kiến đạo rốt ráo. Tuy lúc ấy như chỗ thi thiết liễu biệt do giáo tướng của khổ tế, tức lúc ấy gọi là một tâm. Vì nương kiến lập thứ hai lực tăng thượng nên thuyết có một tâm, đó là chỉ nương một lại tâm tương ưng chứng trần như trí kiến đạo rốt ráo. Trong đề cũng có đạo samatha nên biết như trước. Lại lập hai phần phiền não tùy niên sở đoạn của vị kiến đạo: một đuổi theo sắc thánh tịnh, hai đuổi theo tâm tâm sở. Do trong kiến đạo samatha và tỳ bát xá na chuyển vận song song, thánh đệ tử đồng thời năng xả dụng hai đạo chỉ vào quán đầy mà đoạn trừ tùy miên. Quán đoạn trừ phần tùy miên thứ nhất, chỉ đoạn trừ phần tùy miên thứ hai, ngang đầy kiến đạo gọi là điến rốt ráo. Nếu nói phẩm tỳ bát xá na nhiếp lấy các trí kiến đoạn trừ tùy miên đuổi theo sanh khỏi thì lẽ không được gọi là thể tánh đối trị. Do nhân duyên đây nên đức bạc giả phạm thuyết: bậc tùy tín hành, bậc tùy pháp hành, lúc nhập kiến đạo gọi là bồ đặc già la hành thứ 6 hành vô tướng, chẳng phải được năm tên gọi là bồ đặc già la tín, thắng giải, kiến đắc thần chứng, tuệ giải thoát, cầu giải thoát. Do vị kia ở nơi diệt an trụ tưởng tịch tĩnh nên gọi vị kia là trụ vô tướng. Ví như lương y nhổ mũi tên độc, biết ung nhọt đã chín mùi, liền dùng dao bén mổ, mủ ra dần nhưng chưa hết, về sau lại mổ rộng hơn, xoa bóp đều quanh, mổ ra hết nhưng chưa thật sạch sẽ. Miệng vết thương vẫn mở, vì khiến lành nên lại dùng phải băng kín, như vậy dần dần bắt thiệt được lành. Dùng ví dụ đây để dễ dàng liễu nghĩa kia hơn.
chẳng đầy nghĩa như ủng nhỏ đã mùi nên biết cũng như các lậu đã đến lúc đoạn trừ. Như dùng dao bén mổ thì phẩm tỷ bác xá na nhiếp lấy kiến đạo cũng vậy, như mổ rộng vết thương xoa bóp đều quanh thì phẩm samatha nhiếp lấy kiến đạo cũng vậy, như mủ thì tất cả tùy miên lậu sở đoạn của vị kiến đạo cũng vậy, như vết thương chưa sạch hẳn chưa khít thì sự lậu của các lậu sở đoạn ở vị tu đạo cũng vậy, như dùng vải bằng kín thì tu đạo cũng vậy. Nếu các dị sanh ly dục dục giới hay dục sắc giới chỉ là tu đạo không có kiến đạo, khi người kia đắc ly dục dục giới thì tham dục sân khỏe và các pháp thân cận kiều mạn, chỗ gọi phiền não tương ứng với vô minh không hiện hành nên đều gọi là đoạn, chẳng phải như thân kiến sở đoạn của vị kiến đạo, do các hoặc kia vẫn trụ nơi thân đầy từ định khởi rồi có lúc hiện hành, chẳng phải người sanh địa trên mà kia hiện khởi trở lại. Như vậy dị sanh ly dục sắc giới như chỗ thích hợp trừ sân khỏe thì phiền não khác nên biết cũng vậy, sở hữu các lậu kiến sở đoạn của tự địa hoặc định hoặc khởi hoặc sanh ở tất cả thời, nếu gặp duyên sanh liền hiện tại tiền. Lại lược có hai chủng thô trọng, một lậu thô trọng, hai hữu lậu thô trọng. Lậu thô trọng khi phiền não sở đoạn ở vị tù đạo của bậc A La Hán đoạn trừ vĩnh viễn để hết thảy tùy miên, tánh không an ổn, tánh không kham năng có trong thần hữu thức. Hữu lậu thô trọng khi tùy miên đoạn thì tất cả từ lậu sanh khởi, chỗ huân tập phát sanh lậu, tánh giả đắc trước kia, tánh không an ổn, tánh nương gá, tánh không kham năng và những tánh tương tạo với kia thảy đều bạt trừ. Lại hữu lậu thô trọng đây gọi là tập phiền não. A La Hán và độc giác chưa năng đoạn dứt, chỉ có Như Lai năng rốt ráo đoạn, cho nên nói kia là vĩnh viễn đoạn tập khí pháp Phật bất cộng. Như vậy gọi là phiền não tạp nhiễm do năm chủng tướng sai biệt mà được kiến lập. Hỏi như Thế Tôn nói tham phân biệt hư vọng gọi là dục của sĩ phu. Bởi nhân duyên nào duy chỉ có phiền não dục được gọi là dục, chẳng phải sự dục? Đáp vì tánh của phiền não dục là nhiễm ô, lại chỉ có phiền não dục năng thúc đẩy sự dục, lại phiền não dục phát động sự dục khiến sanh chủng chủng quá hoạn tạp nhiễm. Đó là những kẻ sở hữu tham hư vọng phân biệt mà chưa biết chừa đoạn, trước chịu sự thiêu não của ái dục, vì ái dục thiêu đốt nên truy cầu các dục, vì truy cầu dục nên thân tâm thọ chủng chủng bệnh khổ. Giả cho là dục kia có lợi ích, nếu không được thỏa mãn tọa ý liền bị khổ do nhọc nhằn mà không có kết quả, sanh khởi tà thán sầu bi. Nếu được thỏa mãn tọa ý liền bị khổ do nắm giữ nhân duyên, thọ dụng giữ gìn tham đắm luyến tiếc. Khi thọ dụng bị lửa tham thiêu đốt, bên trong liền thọ khổ không tịch tĩnh. Khi hoại mất lại thọ khổ sầu yêu, lại vì theo đuổi nhớ nghĩ nên thọ khổ luyến tiếc, do nhân đầy phát khởi thần ngữ và ý hành ác. Lại hàng xuất gia lúc xả bỏ dục, tuy xả đi nhân phiền não dục, nhưng dục khởi trở lại. Lại do nhân duyên phiền não dục đầy đang rước lấy khổ sanh lão bệnh tử ác thú ở dục giới. Hết thảy các loại quá hoạn tạp nhiễm đều lấy phiền não dục làm nhân duyên. Cho nên Thế Tôn chỉ thuyết phiền não dục gọi là dục, chẳng phải sự dục. Hỏi có bao nhiêu chủng phân biệt hư vọng, năng sanh dục tham? Đáp lược có 8 chủng. 1. Phân biệt dẫn phát. 2. Phân biệt gặp gỡ. 3. Phân biệt sở kết hòa hợp. 4. Phân biệt có tướng. 5. Phân biệt gần gũi. 6. Phân biệt hỷ lạc. 7. Phân biệt xâm bức. 8. Phân biệt cực gần gũi. Như trong kinh Đại Phạm thỉnh hỏi, dẫn phát cùng gặp gỡ và sở kiết hòa hợp có tướng hoặc gần gũi, cũng nhiều chủng hỷ lạc, xâm bức cực gần gũi, gọi hư vọng phân biệt, hay sanh nơi dục tham, người trí phải xa liệt. Phân biệt dẫn phát là tầm phương tiện tương tục xả rồi, ở trong các dục phát sanh tác ý, phân biệt gặp gỡ. Ở nơi cảnh chưa hòa hợp, không hiện tiền, bị sự trói buộc của dục tham truyền, phân biệt sở kết hòa hợp. Bị sự trói buộc của tham dục truyền nên truy cầu các dục, phân biệt có tướng. Ở nơi cảnh giới hòa hợp hiện tiền lại chấp thủ tướng, chấp thủ tùy hảo. Phân biệt gần gũi, ở cảnh giới hòa hợp hiện tiền, bị sự trói buộc của tham dục truyền nên truy cầu các dục. Phân biệt hỷ lạc do tham dục truyền mong cầu thọ dụng vô lượng dục. Phân biệt xâm bức do một hướng thấy công đức nền lãnh thọ lại thêm mong cầu. Phân biệt cực gần gũi, sự trói buộc của các tham dục truyền lên đến cực điểm.
Hỏi cớ sao trong số các phiền não dục giới chỉ hiển thị tham là tướng dục? Đáp, do đây chính là nhân hiển thị tham ái là tướng tập đế, tức lấy nhân đầy mà biết tướng đầy. Hỏi cớ sao hiển thị phân biệt đối với tham lấy làm tướng dục? Đáp, hoặc do nhân duyên đầy khiến tham hiện tiền phát khởi ở nơi tham, hoặc do nhân duyên đầy thọ dụng sự dục gọi chung làm một là tham phân biệt hư vọng. Lại có một người buông xả các dục mà xuất gia, nhưng nơi các dục khỏi phân biệt hư vọng. Vì rõ biết phân biệt hư vọng cũng là dục, hoạt hiện rồi lại buông xả, cho nên hiển phân biệt cũng là tướng dục. Hỏi cớ sao chỉ thuyết tham ái là tướng tập đế? Đáp, do hành nhân duyên. Một, vì tham ái kia có mong muốn không muốn làm chỗ nương. Hai, vì tham ái sanh khởi khắp. Vì sao như thế? Do tham ái kia nên đối với thần mạng tài bảo có sự mong muốn. Tức do thủ nhiếp thọ dụng chúng nên khởi mong muốn. Đối với những việc trái ngược thiện không mong muốn, mà hiện nhiếp thọ phương tiện nên phát khởi không mong muốn. Do mong muốn không mong muốn đây nên lưu chuyển trong sanh tử không đoạn dứt, nên biết sanh khởi khắp lại có ba chủng. Một, vị biến khắp. Vì nương tất cả thọ sai khác mà chuyển, đây do năm môn, do hòa hợp hỷ, do không lìa hỷ, do không hòa hợp hỷ, do chia lìa hỷ, do theo tự thân mà có ái ẩn sâu. Hai, thời biến khắp. Vì duyên cảnh ba đời quá khứ, vị lai hiện tại. Ba, cảnh biến khắp. Vì duyên hiện pháp, hậu pháp, nội thần mà khởi. Cũng duyên cảnh giới đã được, chưa được mà khởi. Hỏi cớ sao chỉ thuyết lìa sự phiền não tham sân si thì tâm đắc ly dục, không thuyết lìa sắc thọ? Đáp, do lìa đây cũng tức là lìa kia, lại vì các phiền não tánh nhiễm ủ, lại tức do đây có nhiều quá hoạn. Vì sao? Nếu nơi sự việc khởi có quá hoạn, nên biết đều do phiền não gây ra, mà các quá hoạn như trong uẩn thiện xảo trước đã quan sát sở hữu quá hoạn của bất thiện, lại quá hoạn đây có thể tránh khỏi xa lìa. Vì cớ sao? Ở trong các sự tất cả phiền não đều có thể thoát khỏi, nhưng chẳng phải ở nơi tất cả sự. Lại các đạo thế tục, do tụ tập quán bất tịnh, tuy nhàm chán sự kia mà nhập ly dục địa, nhưng ở ly dục địa phiền não vẫn đuổi theo. Phiền não nơi tâm chưa đắc ly dục, do đạo lý đây chỉ là phiền não thì tâm khéo ly dục, chẳng phải lìa sự. Ở xứ đây văn quyết trải còn lại không hiểu nói thêm. Hỏi nhân nào ở trong các kinh từ các phiền não khác mà chọn lấy ngã, ngã sở kiến, ngã mạn, chấp trước, tùy miền gọi là phẩm phiền não nhiễm ô? Đáp, do ba nhân. Một, vì hướng đến tà hạnh, đó là hai chủng ngã, ngã sở kiến. Vì cớ sao? Vì nương thân kiến lấy làm căn bản, năng sanh khởi 62 kiến nương quá đây, nên đối với việc không giải thoát mà kế chấp cho là giải thoát nên khỏi tà hạnh. Hai, vì trái ngược tránh hạnh, đó là hai chủng ngã mạn chấp trước. Vì cớ sao? Vì nương chấp trước ngã mạn nên sở hữu bạn lành ở trong chánh pháp vì nại ra đây, chỗ gọi chư Phật và đệ tử Phật trần thiện trượng phu, mà không đến thỉnh hỏi điều gì là thiện, điều gì bất thiện. Giả sử kia có đến hỏi cũng chẳng như thật hiện bày chính mình. Bà vì thối thất thắng vị, đó là một chủng tùy miên. Vì cớ sao? Tùy đã đến hữu đảnh mà do sự đuổi theo của tùy miên của địa dưới nên trở lại thối đoạn. Lại có cách nói khác, đó là thông đạt sở tri ở nơi diệt tác chứng có hai chủng pháp gây chướng ngại rất lớn. Một, nhân duyên tà hạnh. Hai, nhân duyên sanh khổ. Nhân duyên tà hạnh đó là 62 kiến. Nhân chấp đây nên thần ngữ ý khỏi các tà hạnh đối với hữu tình. Nhân duyên sanh khổ vì không đoạn tùy miên. Lại hai nghiệp đây có hai nhân duyên. Nhân duyên của nhân duyên tà hạnh đó là kế chấp ngã, ngã sở, thần kiến. Nhân duyên của nhân duyên sanh khổ đó là hai vị trước sau không khỏi chánh hạnh. Do ngã mạn nên trước chẳng nghe chánh pháp, do tăng thượng mạn nên sau chẳng tu chánh hạnh. Lại có cách nói khác, đó là ở trong pháp thiện thuyết tỷ nại ra có bốn chủng pháp là tối là thượng, thắng cực thắng diệu, chẳng đồng ngoại đạo. Những gì là bốn? Một, giản trạch các đế. Hai, mình cùng các đồng phạm hạnh tu tập pháp khả lạc. Ba, đối với các dị luận không sanh ganh ghét tật đố. Bốn, năng không thối thất trong phẩm thánh tịnh. Ở trong pháp ác thuyết tỷ nại ra cũng có bốn pháp, nhưng bốn pháp đây gây chướng ngại lớn. Một, kế chấp ngã, ngã sở thân kiến. Hai, ngã mạn. Ba, hư vọng chấp thủ đế. Bốn, không đoạn tùy miên. Do nhân duyên đầy, tuy đến được hữu đảnh cũng đoạn lạc trở lại. Lại có hai chấp.
Một, chấp căn cảnh, đó là chấp ngã, ngã sở. Hai, chấp hữu tình, chuyển, chuyển, đó là ngã mạn, kế chấp cho ta là hơn hết. Hỏi, tự có tham ái hay làm nhân các khổ? Cớ sao ở chỗ khác Thế Tôn lại thuyết dục là nhân khổ? Đáp, bởi lấy đây làm nhân duyên khổ ở hiện pháp. Vì cớ sao? Nếu đối với các hữu tình, có dục, có tham, có gần gũi, thì kia biến đổi liền sanh hết thảy khổ, điều não. Hỏi, cớ sao năm cái thuyết danh là con rùa? Đáp, vì giống như năm chi, vì năng chướng ngại tu tập như lý tăng ý. Hỏi, cớ sao phẫn thuyết danh là lạc đà mẹ? Đáp, vì tánh giống kia vậy, do nói lời thô ác, nói lời phẩm phàm nhẫn đối với hữu tình, nên năng chướng ngại được nghe giáo thọ giáo giới. Hỏi, cớ sao keo kiệt canh ghét thuyết danh là máu đông? Đáp, do ở nơi lợi dưỡng hư huyễn vô vị mà hiện hành, vì năng chướng pháp vui khả ái. Hỏi, cớ sao các dục thuyết danh là máy xay thịt? Đáp, vì không nhất định một chủ tẻ nào, vì năng chướng tù thiện pháp không gián đoạn. Hỏi, cớ sao vô minh thuyết danh là chó sói? Đáp, vì tánh giống kia vậy, che chướng trí văn. Hỏi, duyên nào nghi thuyết danh là đường núi lạ? Đáp, vì tánh giống kia vậy, chướng che trí tư. Hỏi, cớ sao ngã mạn thuyết danh là luẩn quẩn? Đáp, vì tánh giống kia vậy, chướng che trí tu. Hỏi, lại có các loại khác năng phát khởi vô lượng phiền não ác hại, cớ sao chọn lấy tham sân si kiến lập là bất thiện căn? Đáp, nhân duyên phát nghiệp được có ba chủng, đó là vì nhân duyên ái vị, vì nhân duyên tổn người, và vì nhân duyên chấp trước kiến lập tạp pháp. Tham sân si đây, tùy theo đó mà phân tách giải thích thích hợp với các nhân duyên trên. Trong Út Đà Nam nói, dục ái ly dục, kế chấp ngã dục, rùa lạc đà mẹ, cùng tham sân si.